rồi, tôi sẽ chết mẹ em rồi. Hết hồn các cụ ạ. Hết hồn đi chết. Ôi dồi ôi, chết từ sáng rồi, được gánh vất vả quá các cụ ạ. Rồi rồi, cứ lè tè xòe cả ra thế này, tôi chết em rồi. Chú em ơi, Đồng Nát thì gửi lời chào chung tất cả các cụ nhá. Hôm nay em ơi là tiếp tục đi bán rượu các cụ ạ. Rượu đặc biệt đấy, cho nên là hôm nay các cụ nào mà nhanh tay thì còn mà. Mà chậm tay là hết nha. Chậm chân chậm tay là hôm nay là không còn đồng nào đâu nha. Không còn nít nào để mà uống đâu nhá. Em cảm ơn tất cả các cụ rất là nhiều. Chị em ơi, xin phép được tự giới thiệu. Em ơi là Chu Thị Huê, nick Facebook là Chu Thị Huê hoặc là Huê Plaza. Đến từ quê hương Bắc Giang. Bọn trẻ con nó toàn gọi em là Huê Đồng Đát các cụ ạ. Và hôm nay lần đầu tiên em Huê âm thanh ngon chưa các cụ? Em phải gió em chả nhìn thấy gì nhỉ. Ơ đây rồi, ây ôi. Âm thanh vào ngon, không ngon này nhắn tin em phát nhá. Ôi ôi, từ sáng giờ rồi, ăn trời ăn gì, toàn uống rượu vã, rượu suông này, tí chết. Em Huê lần đầu tiên, hôm nay em Huê được vào với trang fanpage giao lưu với tất cả các anh chị. Trang fanpage của chúng ta đó là âm nhạc kết nối, để tránh cái trường hợp mà có đứa nó ăn cắp rượu của em, nó mang đi nó phung phí ở các cái trang fanpage khác, nó ảnh hưởng đến chất lượng của anh em ta, chất lượng rượu của anh em ta nhá. Em xin nói lại là em đang phát trực tiếp ở trang fanpage âm nhạc kết nối và xin phép cho em Huê Đồng Nát được gửi lời chào anh chủ tịch. À, chủ tịch anh có tịt đâu. Anh chủ tịch gì nhỉ, quên mẹ. anh gì các cụ nhỉ, anh Thanh Bình phải không nhỉ? Chết em rồi. Ôi giời, vừa ấy đọc đi đọc lại từ sáng là 60 lần mà về vẫn quên tên cơ, đẻ nhiều giờ lẫn hay sao. anh Bình cùng tất cả các anh chị em làm quản trị viên, thành viên trong và ngoài trong fanpage âm nhạc kết nối của chúng ta ngày hôm nay. Em Huê rất là vui và vinh dự hôm nay, rất là mong các anh chị yêu vào like, dí vào pet, like pet và chia sẻ video cho em, và vào chia sẻ cổ vũ cho em Huê Đồng Nát để cho anh em ta hôm nay rực rỡ trên bầu trời châu Âu, bán rượu ngất ngây cho nó biết thương hiệu của em là như thế nào. Và hôm nay cụ nào mà nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết đấy, em phải nói trước nhá. Em xin chào, phép chào. Em đẹp quá, ôi trời, cảm ơn anh, rực rỡ, em xinh lắm anh ạ. Anh Thơ Hoàng, anh Thành Huy, anh Lượng Thoa, cho em được chào chung ạ. Hôm nay em Huê Đồng Nát chào không sót một cụ nào. Anh Nguyễn Long, anh Văn Dũng, anh Trần Nam, anh Đê Huynh ơi, anh Nguyễn Thái ơi. À thế à anh, để em xem nào. Ấy à, để em đọc cái này nhá. Xã hội bây giờ nhiều loại động vật hoang dã, còn ban quản ngành. Anh gì đây? Có ban ngành quản. À thế à, anh báo mẹ nó luôn đi nhá. Ừ, anh báo mẹ thằng nào quản lý động vật đến đây nhá. Ừ, nhà em còn cũng còn nuôi mấy con chó đấy, mà nhà anh cũng có đấy. Ừ, vài con đấy. Ừ, không phải đọc nhà em đâu nhá. Em nhà em cũng nuôi mà nhà anh cũng còn gấp 4 lần nhà em ấy, gớm chết rồi từng cơ mà. Anh đừng có mà tưởng mà anh vào đây anh thích thế nào thì anh thế. Anh nay anh dọa báo công an em bán rượu, mai anh dọa bọn ngành mỹ, bọn nọ bọn kia, gớm chết. Đừng có mà bắt nạt cái dân trí thức hết lớp 8 của đây nhá. Gớm, đừng tưởng đây không biết gì. Đừng có để đấy cấu nhé. Cái các cụ ạ, em chào chung nhưng mà gặp phong vớ vẩn em chửi luôn. Này, em chém luôn, nó đem lên chả sợ gì, bố quản là nào đâu. Đấy, nhá. Rồi, em chào tổng cả nhà, hai giới các cụ. Hôm nay em ta mua rượu mà mua, nhưng mà không mua thì thôi. À? Đừng buông lời cây đắng, nhé. Đừng buông lời cây đắng. Con này nó không phải dạng vừa đâu. Nó buôn bán các rượu rồi đấy, nhé. Cho nên báo các cụ biết. Rồi, cảm ơn các cụ rất là nhiều. Ôi ốm này,
là của rượu nhiều ốm đấy. Em cảm ơn anh Thanh Huy. Còn những cái thành phần nào vớ vẩn đi các cụ ạ? Thành phần nào mà vớ vẩn vào đây em không thèm chấp, em trồ xuống đít em ngồi các cụ ạ. Em chỉ chào những anh chị mà tên hay, người đẹp nại, văn minh văn hóa thôi. Còn những cái thành phần vớ vẩn ấy vào đây mà em cho nó vào cái chỗ hết. Em bắt hết. Hôm nay dự rằng là sẽ bắt được nhiều chim các cụ ạ. Bắt được cả chim đực, chim cái và một số những cái thành phần khốn nạn đấy. Xã hội nó gọi là chim BD. Bọn nào hôm nay chim BD em cho mẹ tàn nát hết nhá. Em cho vào chuồng hết. Đây. Anh em mình vui là chính nhá. Hôm nay ai yêu thương thì chim sẻ cởi vú cho em, còn không thì đi ra nhá. Đấy, mình là những cái con người ăn học cao, ăn học lớn mà toàn tầm cỡ giám đốc, phó giám đốc. Đấy, mua rượu nhà em bổ thận dương, đừng vào đây buông những lời cay đắng nhá. Đấy, em sẽ hát một vài bài cho nó đông khách nhá anh chị nhá. Chị em hay đồng nát gửi lời chào chung các cụ nhá. Em hay mở vào sân khấu rồi em chẳng chết chào ai cả. Cảm ơn các cụ. Âm thanh ok chưa các cụ ơi? Ôi dồi ôi, cảm ơn các cụ rất là nhiều. Âm thanh ngon nhá. Cho âm nhạc lên lên tí. Alo, alo. Âm thanh được chưa? Kìa. Em nhìn thấy ai? Em nhìn thấy hết các bác đấy. Em như không chào kịp được. Không cảm em nhá. Hôm qua em đi tỉnh về. Có cái này mới đẹp này. Khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài khi bấm em làng cổ tôi. Nào đâu cái yếm lộ rồi, cái dây lưng đôi nhỏ vội sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, quần quê lái em này. Nói ra chứ giờ mất lòng anh, van anh em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm quê đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa là vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, gió nổi bay đi nhiều. Anh ơi, là em theo với anh ơi kìa. Ôi trời ơi, anh ơi, kiếp phải gió đi nhanh thế, đợi ra tí. Em cứ chân quê này nhiều người yêu lắm đấy các bác ạ. Cứ về thì cứ phải lấy nó ấy kia làm gì. Áo cài khi bấm em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đôi nhỏ vội sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần quê lai em này. Nói ra em sợ mất lòng anh, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, phải u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi. Trang Mê Đồng Nát gửi lời chào chúc đến tất cả các cụ trong buổi trưa ngày hôm nay.
Trang Mê chào không sót một cụ nào. Em xin tổng chào hai giới các cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Ôi dồi ôi, đông khán giả quá mà hơn 1.000, 1 tỷ người xem thế này thì em không thể nào mà chào lần lượt được. Cho em được gửi lời chào chung với tất cả các anh chị yêu nhá. Hôm nay em Huê tiếp tục đi bán rượu. Và hôm nay nhu cầu các cụ nào mà có nhu cầu mua rượu thì liên hệ cho em Huê. Và tiếp theo để cho khán giả rồi là khách hàng đông đông một tí. Đấy, thì em Huê lại gửi tới cả nhà yêu một ca khúc nữa trước khi vào khui bình rượu đặc sản của nhà em Huê. Bình rượu đặc biệt của nhà em Huê trong ngày hôm nay rất là hai bình nhá. Nhưng mà tí nữa em sẽ giới thiệu sau. Và em sẽ trách ra tiết thử trực tiếp cho các cụ biết cái chất lượng rượu của nhà em là như thế nào. Đấy, bây giờ cả nhà yêu sẽ đến với một ca khúc em Huê vừa tập vừa lãi xong. Rồi, đây là ca khúc nó phù hợp với cái bộ đồ của em đi bán rượu, nó mới đông khách các cụ ạ. Đấy, cho em Huê đồng nát được gửi lời chào chung nhá. Em cảm ơn anh Lô Xuân Bình với em rất là nhiều. Chị Ngọc Hoa, chị gà chen lên. Ôi, các cụ ơi. Ôi trời, nếu mà làm gì có ai điệu hơn em mà các cụ em mà điệu nhất Facebook luôn. Thật, em Huê đồng nát ở quê hương Bắc Giang hôm nay rất là vui. Được vào giao lưu ở trong trang fanpage âm nhạc kết nối do anh Ngô Xuân Bình cùng tất cả các anh chị em đã làm quản trị của trang fanpage. Rất là mong các anh chị hôm nay sẽ vào cổ vũ, chia sẻ và like page giúp cho em. Và trang fanpage của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn, kết nối rất là nhiều những trái tim đam mê âm nhạc. Em cảm ơn rất là nhiều nhé. Ước gì thế bây giờ này, sẽ mang ra một cái bí mật. Rượu này, rượu tình nhá. Bán rượu mải mê, đọc hát thôi. Ế oan mấy lần đấy các cụ ạ. Rượu đi trả nó bán lại đọc nó hát. Ôi trời ơi, cái đòn gánh em ngắn rồi. Ôi trời ơi, xin giả nhờ lẫn thôi các cụ ạ. Rồi, nào giới thiệu các cụ. Đây, em phải cho tí âm nhạc vào nó mới máu được các cụ ạ. Đấy. Cho một tí âm nhạc vào thì nó mới lên được cái bài này của em. Áp chuyến lắm. Dạ, 80.000 một lít các anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ sale
sale 50%, còn 40.000 một lít. Liên hệ cho em nhé, 40.000 một lít ạ. Dạ, ôi rượu nặng lắm, không phải chuyện đùa đâu. Đấy, rồi, đấy, bề mãi đấy. Cụ nào mà có nhu cầu mua rượu thì để lại số điện thoại cho em. Rượu đặc sản đấy, thành phần nó